Phan Hiệp nghỉ ăn trưa rồi mọi người ạ. Mình thay Phan Hiệp live trận đấu thứ hai giữa trận đấu của xã Hải Lựu và xã Lăng Công. Giới thiệu với mọi người là bên xã Hải Lựu gồm có Bùi Cường, Ngọc Thuân, Lão Ái, Kim Hoàng và Trần Đức Minh. Đối đầu với bên kia là Hoàng Xuân Tuyển, Xuân Quyết, Trần Đức Hạnh, Hà Văn Điệp và Văn Khánh. Pha thử Bùi Cường và chắn bóng thành công của Hoàng Xuân Tuyển và Văn Khánh. Ok em Dũng nhá. Lão Ái. Đúng rồi. Đây là pha phát bóng của Trần Đức Hạnh. Bước một tốt của Trần Đức Minh rồi. Bùi Cường. Và đánh bóng cực kỳ hiệu quả của Bùi Cường. À, bên cạnh lai đấy. Em không biết là ai đâu anh ạ. Em chào anh Trần Đức Tú nhá. Em không biết anh tên gì. Đây là pha phát bóng của Bùi Cường. Bước một rung rồi. Quý MC. Và thủ bóng không thành công của Công Hồ. Điểm số 2-1 cho xã Hải Lựu. Em ơi, giày chưa đói anh Quý nha, Quý thông cảm của anh. Công Hồ. Hoàng Xuân Tuyển phát bóng. Phát bóng không qua lưới rồi. Điểm số 2 đều. Tiền kêu. Xuân Tuyển là chưa nhìn số. Nhìn số anh. Hiệp Gà phát bóng. Bước một tốt. Quý MC. Cổ tay Quý MC quá kéo luôn mọi người. Vật liệu xây dựng Bình Dương. Bên kia một là Hà Sự tuyển kêu. Văn Điệp á, đợi em tín cho. Điệp Gà. Ngọc Quân. Và đánh bóng tốt của Ngọc Quân. Điểm số là 3-3. Chào 111 người đang xem. Chào tất cả quý vị và khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi live của Phan Hiệp. Và bóng không qua lưới của Lao Ái. 4-3. Đây sẽ là Quý MC, vận động viên của Vật liệu xây dựng Bình Dương. Quý MC lúc đầu thẳng thôi, một pha phát bóng rất lực của Quý MC mang về điểm số cách biệt là 5-3. Mọi người chia sẻ giúp mình với ạ. Tiếp tục là pha phát bóng của Quý MC. Quý MC bước một tốt của Bùi Cường. Ngọc Thuân. Ngọc Thuân làm gì đây? Và đánh bóng của Ngọc Quân. Thủ bóng không thành công của em Hà Duy. Được, để em xem nhé. Số 7 Hà Văn Điệp. Đúng ạ. Đây là sẽ là pha phát bóng của Ngọc Quân. Ngọc Quân là chủ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ biên phòng. Sáng này chú Hiệp chú nghỉ để chiều chú Hiệp sẽ đánh cho doanh nghiệp xã Nhân Đạo. Số là 5-5, xác định bóng trong sân.
tục là pha phát bóng của Ngọc Thuần. Bước một tốt của Trần Đức Hạnh rồi. Đức Hạnh và vạ chắn không thành công của Đức Hạnh. Điểm số là 65. Liệu trước này Ngọc Thuần và Bùi Cường có thể gỡ hòa được không? Mọi người hãy cùng theo dõi trận đấu này. Bước một tốt rồi. Xuân Quyết và chắn bóng của Bùi Cường. Bùi Cường đã cười với em Xuân Quyết, cười nhạt với Xuân Quyết bảo em không thể vượt qua anh được đâu. Quả đấy bức giải hôm qua là có một cú. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Giang nhá. Tiếp tục là pha phát bóng của Ngọc Quân. Tiếp tục 3 điểm số cho Ngọc Quân. Cầu phát Ngọc Quân đã mang về 3 điểm số. Số mấy rồi? 87 thôi. Ông Bảo Dương Văn Thắng đã lên tiếng rồi mọi người. Đấy, ông Bảo Dương Văn Thắng đã lên tiếng. Tiếp tục là pha bóng Ngọc Quân. 4 điểm phát bóng của Ngọc Quân và lỗi ngồi của Quý MC. Tiếp tục là pha phát bóng của Ngọc Thuần. Phát này phát bóng không qua lưới của Ngọc Thuần rồi. Sau khi ăn 4 điểm liên tiếp thì Ngọc Thuần đã phát bóng không qua lưới. Đây, bên này sẽ là nội binh Xuân Quyết phát bóng. Xuân Quyết. Xuân Quyết rồi. Bùi Cường. Và phá chắn thành công của Bùi Cường mang về điểm số 16. Đây là Dương Kim Hoàng phát bóng. Dương Kim Hoàng là nội binh của xã Lăng Công. Ông bầu của xã Hải Lưu đã chạy qua sân. Bước một tốt của Hà Duy rồi. Ai đây? Xuân Tuyển. Trần Đức Hạnh. Và bóng quá kéo của Đức Hạnh. Căng tay thì đánh mới tin được. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Mai Nam Hải nhá. Ngọc Thuần đánh có vẻ Ngọc Thuần chưa được sung lắm. Nhưng mà sau đó thì trước đó thì Ngọc Thuần đã mang về cho Hải Lựu 4 điểm để dẫn điểm trước xã Hải Lựu, mang về điểm số cho Lãng Công. Ui giời. Và đánh bóng. Điểm số là 11-7 rồi mọi người. 11-7. 11-7. Đây là phát bóng của Công Vô. Và phát bóng không qua lưới rồi. Bùi Cường đã nói với em Bòm là phát bóng an toàn thôi Bòm ơi. 91, 81. Đây là pha phát bóng của Trần Đức Hạnh, đội trưởng của câu lạc bộ Hà Tĩnh. Vâng, 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 vâng rồi. 91 rồi. Điểm số là 91. Đức Hạnh cố lên. Liệu Đức Hạnh có mang, có sát màn tỷ số
Hải Lưu hay không? Còn thêm độ xoáy nữa thôi. Độ xoáy là có điểm. Đấy, mình đã nói rồi. Điểm số là 10-11 rồi. Bên này có Ngọc Quân thì bên kia có Đức Hạnh. Trận đấu đã trở lại rồi. Sau ít phút lộ ý của Sa Lăng Công. Tiếp tục là pha phát bóng của Trần Đức Hạnh. Quá hay ở Trần Đức Minh với một tốt Bùi Cường và phá chắn của Bùi Cường. Cuối cùng Bùi Cường đã cắt một chuỗi điểm của xã Hải Lựu. Sau đây Bùi Cường sẽ xuống phát bóng. Những đường bóng tốc độ của Bùi Cường. Pha phát bóng an toàn rồi. Quý MC và phá chắn Quý MC. Ba chắn mà không thể ngăn cản pha tấn công của Quý MC. Cả 134 người đang xem. Và đội một tốt của Bùi Cường rồi. Chuyền cho ai đây? Ngọc Thuân. Và chắn bóng về đầu của Công Hồ. Vượt qua hàng chắn của Sa Hải Lựu. Đây là pha chắn bóng của em Văn Khánh, một trong những nội binh mới nổi của xã Hải Lựu. Em Văn Khánh đang ăn tập tại câu lạc bộ trẻ Hà Nội. Bóng trong sân rồi. Chia sẻ lại giúp với mình với ạ. Lúc đây là máy của đang live gặp một chút trục trặc. Quý MC và bóng uy lực Quý MC. Ngọc Quân và tầm cao của Ngọc Quân và pha thủ bóng không thể thành công của Xuân Tuyển mang về điểm số 16-15, những điểm số rất quý giá cho xã Đắc Công ở thời điểm này. Ngọc Quân sẽ tiếp tục phát bóng, liệu Ngọc Quân có ăn điểm trực tiếp như lần trước nữa không? Hơi mở anh ơi. Được, ok anh ơi. Cái máy này nó hơi mở. Được chưa anh ơi, rõ chưa anh ơi? Lúc này là có tí mồ hôi anh ạ. Cảm ơn anh Hoàng Giang nhá. Pha thủ bóng tốt Ngọc Quân rồi. Ai đây? Bùi Cương. Và đánh bóng ra ngoài. Điểm số 16 đều. Những điểm số giành giật nhau, điểm số cực kỳ căng go mọi người ạ. Mọi người chia sẻ lại giúp mình với ạ. Xuân Quyết. Điểm số 17-16 rồi. Ngọc Thuần đang biếng đầu. Vừa đấm vào đầu, biếng hết đầu rồi mọi người. Tiếp tục là Xuân Quyết. Xuân Quyết. Và vỡ bóng một của Ngọc Thuần rồi. Ngọc Thuần. Sau khi pha vỡ bước một của Ngọc Thuần thì Ngọc Thuần đã sửa sai cho chính mình. Chính Ngọc Thuần đã sửa sai cho bản thân của anh ấy. Đây là Dương Kim Hoàng sẽ bắt bóng. Xuân Quyết rồi. Quý. Và lỗi chuyền của Xuân Tuyển. Điểm đã là công 18-17 rồi. Liệu ông sẽ vỡ được ở trong xét đấu thứ này hay không? Bước một tốt của Xuân Quyết. Ai đây? Trần Đức Hạnh. Và đánh bóng không qua lưới.
không? Điểm số là 19-17 rồi. Cách biệt bây giờ là 2 điểm. Xuân Quyết và tranh chấp rất vất vả, Hà Điệp mang về điểm số rút ngắn xuống còn 18-19. Liệu Văn Khánh, Đức Hạnh và Xuân Tuyển có thể chắn được pha chắn bóng này không? Bóng chìa tay ra ngoài, chìa tay của hàng thủ. Trần Đức Hạnh và chắn bóng của Lăng Ái và Bùi Cường, cách biệt là 3 điểm. Và sau đó thì ông bầu của xã Hải Lĩnh đã ra yêu cầu hội ý rồi mọi người. Có dùng người này tên đi đúng không? Thế là lâu quá. Bóng ra ngoài, libero của xã Đắc Công đã rất là cẩn thận ra tận nơi chỉ ở trọng tài luôn.